VinFast VF8 đạt 5 sao ASEAN NCAP kiểm tra va chạm với chỉ số tổng điểm rất cao 89.5, cùng là 5 sao nhưng chỉ số cao thấp khác biệt rất nhiều giữa các xe nhé, bảo vệ người lớn 36.7, bảo vệ trẻ em 18.43, hỗ trợ an toàn 20.0, an toàn cho xe máy 15.0. Cùng xem video nhé.